Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích gần 38 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng 4 phòng ngủ, lô góc hai mặt thoáng ô tô đi qua nhà. Với căn nhà này vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hướng nhà là hướng Đông Nam, sổ sách chuẩn chỉnh, dọn đồ về ở ngay. Căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên ngõ không phải là ngõ thông nhưng ngõ này thì ô tô vào được mọi người nha. Không vào được nhà thôi, còn đi qua nhà được. Với căn nhà lô góc ưu điểm hai mặt thoáng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế mặt bằng trước đằng bên cạnh đều là cửa sổ rất chi là thông thoáng. Vị trí thuộc tổ 14 ngay đầu tổ và ở xung quanh căn nhà này thì tiện ích ngập tràn giao thông đi lại đầy đủ. Phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc là Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Với hướng nhà là hướng Đông Nam, tương đối thoáng mát. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Và với cái căn nhà này thì nhà xây mới hoàn toàn, theo đúng hiện trạng, quý vị sáng mua chiều về ở, sổ sẵn sàng giao dịch. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hiện tại em đang đứng ở phần tầng 1 ở đây, là phần phòng khách. Với phần hoàn thiện xong hết, trần thạch cao, hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ riêng biệt từng căn. Ở phần phòng khách thì chủ nhà lắp cho quý vị một chiếc quạt trần. Với cái cửa, với lại lô góc đây, cửa đằng trước này, cửa bên cạnh này, tầng 1 có cả cửa ngách mở ra phần ngõ quý vị nhé. Và đây là phần phòng bếp. Với không gian phòng bếp của ngôi nhà tương đối rộng thoáng. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả. 100% tất cả những căn nhà em quay và bán cho mọi người, tất cả đều giấy tờ pháp lý rõ ràng, sổ sách, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là phần không gian phòng bếp. Đây, ánh sáng thông thoáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Hệ thống trần thạch cao. Đây là phần không gian tủ bếp. Toàn bộ không gian bếp, tổ bếp thiết kế là tủ gỗ thịt mọi người nha. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp gạch. Rồi là chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp, chất liệu inox 304, lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này gần chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần trường đại học Đại Nam, gần trường đại học sư phạm thể dục thể thao. Nói chung phạm vi bán kính tầm 5 km quay đầu, đầy đủ tiện ích. Trung tâm thương mại, tính từ vị trí ngôi nhà này mà lên tới trung tâm thương mại Yêu Môn ở Đông thì nó rơi khoảng tầm 5 cây thôi quý vị ạ. Ngoài phòng khách, phòng bếp ở dưới tầng 1 thì chủ nhà thiết kế một phòng vệ sinh để sử dụng dưới tầng 1. Với phòng vệ sinh này thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế cho quý vị là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân ngói lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà 4 tầng 37 m này thiết kế ra sao. Quý vị đang muốn tìm nhà lô góc hai mặt thoáng mà lại một tầng chia hai phòng thì ngôi nhà này rất đáng để quý vị có thể cân nhắc và lựa chọn. Với căn nhà này trên tầng 2 thiết kế cầu thang giữa, hành lang đi vào hai phòng ngủ trước sau rất rộng. Và với căn nhà thì thiết kế phòng ngủ trước, phòng ngủ sau, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng thông thoáng tự nhiên. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Cửa sổ thiết kế hai lớp cửa rất là an toàn và thẩm mỹ. Cửa thông phòng thì thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Cửa sổ được lắp ở phần hành lang lấy ánh sáng và cũng như không khí xuống khu vực cầu thang. Đây là phần phòng ngủ, phía bên ngoài hướng ra phần mặt ngõ. Với căn nhà này vuông vắn cho nên là trong phòng ngủ cũng thiết kế vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Này ở chợ trường mầm non tiểu học nó cách nhà bán kính 200 m thôi quý vị ạ. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Đầy đủ hết cho quý vị, bồn cầu, sen tắm, tất cả thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Và mời quý vị theo chân nói lên tầng 3 khám phá tiếp theo ngôi nhà này thiết kế như nào nhé. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với căn nhà 4 tầng 37 m², lô góc hai mặt thoáng, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Căn nhà này có tổng là 4 phòng ngủ tính lên trên phía tầng 3. Đây, thiết kế như nhau. Hiện tại đang không bật điện đâu nhưng mọi người ạ, nên là ánh sáng rất là thoáng, tự nhiên.
Đây, phần hành lang. Cầu thang đi lên rất rộng, không bị dốc. Phần phòng ngủ rất là thoáng. Lại còn ưu điểm là lô góc. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận. Diện tích thì là như vậy, hướng nhà là hướng đông nam. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt nhé. Đây là phần phòng vệ sinh tầng 3. Tương tự như tầng 2, nói chung là đáp ứng công năng sử dụng theo từng tầng. Và mời quý vị lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà cùng nghe nhé. Và em đang lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 thiết kế công năng cho quý vị sử dụng như sau. Ở phần cầu thang đi lên có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ và một sân phơi. Này, một phòng riêng. Quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và một sân phơi rất là rộng. Siêu rộng. Đây. Với phần sân phơi này thì được bán mái tôn và chuồng cọp đầy đủ. Nói chung là theo đúng hiện trạng là mua về ở được ngay. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.